Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đi Đà Lạt với mình nha. Hôm nay không phải là mình chỉ đi Đà Lạt không, mà mình trên đường đi Đà Lạt mình sẽ ghé vào một cái garden tên là Quê Garden. Rất là đẹp. Ở đây mình vào đây mình uống cà phê, ăn sáng, ngắm cảnh, dạo một vòng của nó. Cảnh thiên nhiên rất là đẹp, thơ mộng, như là cảnh thần tiên á các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn đi với mình nha. Let's go đi nào các bạn ơi.
quê garden này vào lúc sáng sớm, trời vẫn còn sương mù. Cảnh vật ở đây rất là yên tĩnh, nên thơ. Vào đây mình uống một ly cà phê nhâm nhi dạo quanh những cái khung cảnh bông hoa ở đây. Mình quay phim, chụp hình, đặc biệt là chụp hình sống ảo. Đây cảnh rất đẹp đó các bạn. Ai mà muốn chụp hình sống ảo hoặc là mình muốn ngắm cảnh thì vô đây. Quá đẹp luôn á, mình thấy ở đây nè. Đi Đà Lạt nhiều nơi rồi, nhưng mà lần này lần đầu tiên mình được dẫn tới đây. Như cảnh thần tiên, bông hoa đủ hết. Trời ơi, đầy sức sống sáng sớm mà. Dậy nghe chim hót. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Nhớ subscribe cho mình nha.